Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học số 3 theo giáo trình đường đến nước Nga, Daroga Brasil. Phần học của bài ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các em các đại từ nhân xưng. Chúng ta nhìn thấy đây là những cái tranh, những cái bức tranh và những cái sơ đồ rất là phức tạp, nhưng trên thực tế thì nó cực kỳ đơn giản. Nếu các em chịu khó nghe một chút thì các em sẽ hiểu ngay lập tức. Chúng ta sẽ theo cái lộ trình của cái giáo trình này. Thế còn trên thực tế thì chúng ta có thể giới thiệu một cách đơn giản hơn sau đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói như sau. Ngôi gia là chỉ có nghĩa là tôi. Và chúng ta nhìn thấy cái mũi tên, chỉ có nghĩa là cái người đối thoại với cái ngôi gia này thì là cái ngôi thứ hai, gọi là ngôi tươi. Gia là tôi, tươi có thể là anh hoặc là chị hoặc là cậu hoặc là vân vân, người đối thoại của chúng ta. Và hai người nếu mà đối thoại với nhau thì nói về một người thứ ba nào đó thì ngôi đó sẽ có thể là ôn hoặc là có thể là Anna. Ôn khi mà là người đàn ông và khi mà Anna sẽ là người phụ nữ, đúng không ạ? Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? Đây trên này là những cái bức tranh để mô tả là những cái ngôi số ít. Ngôi số ít người ta đã tổng kết ra đây cho chúng ta. Đó là Ya là tôi, Tuy là cái người nói chuyện với chúng ta. Và Ôn Anna thì là cái người thứ ba, những cái người thứ ba mà chúng ta nói về họ. Anh ấy hoặc là chị ấy. Đó, tương tự như ở dưới này cũng vậy. Dưới này người ta viết một cái sơ đồ cực kỳ phức tạp, cho nên chúng ta sẽ không theo cái sơ đồ này mà chúng ta sẽ học luôn ở đây, nó đơn giản hơn. Ở đây chúng ta sẽ nói là mươi là chúng tôi, vui. Và vui thì có hai trường hợp. Một trường hợp là có thể là một người thôi, ví dụ ở đây người ta vẽ đây là một người thôi, nhưng mà chúng ta gọi là vui, đó là một người phụ nữ lớn tuổi mà chúng ta cần phải tôn trọng. Chúng ta sẽ nói là gọi là ngôi vui. Và ở dưới này thì là cũng là người lớn nhưng mà là bố mẹ của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói thân thiện là cũng là ngôi tươi, nhưng mà là hai người trên chúng ta sẽ gọi là ngôi vui, tức là các anh các chị, đúng không? Đó. Thế và cái ngôi thứ ba là cái ngôi anh nhi, là họ chúng nó. Thì ở đây gồm có thể là có cả đàn ông, có cả đàn bà, vân vân, các người ta vẽ ra đây cực kỳ là phức tạp cho chúng ta xem và cho nó loạn óc lên. Cho nên là chúng ta chỉ cần là tóm lại là như thế, cần học ở trong cái khu vực này là chúng ta đã hiểu hết rồi. Nhắc lại là trong tiếng Nga thì có 6 cái đại từ nhân xưng, chỉ 3 ngôi số ít và 3 ngôi số nhiều. 3 ngôi số ít là Ya, Tui, On hoặc Anna. Ano trong trường hợp là chỉ cái danh từ giống chung. Thế còn 3 ngôi số nhiều gồm có Mui, Vui và Anyi. Tại sao lại phải chia ra như thế này? Bởi vì sau đó nó sẽ liên quan đến vấn đề chia động từ. Chia động từ ngôi Ya khác, ngôi Tui khác, On Anna khác và mươi khác, vươi khác và ngôi anh nhi khác. Nó có 6 cái cách chia, 6 cái ngôi chia động từ mà chúng ta cần phải nắm sau đó. Ok, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã xong hết cái phần là đại từ nhân xưng. Nếu như ai chưa hiểu thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng cả. Bởi vì là các bạn đừng có nhìn vào những cái sơ đồ chỗ này. Sơ đồ chỗ này giáo trình người ta viết nó loạn, loạn hết cả lên. Và các bạn xem mà nó chỉ có đau đầu thôi. Các bạn sẽ không hiểu cái gì cả. Đấy, chúng ta chỉ cần hiểu trong cái ô này là chúng ta sẽ nắm được. Ok, nếu ai chưa hiểu thì chúng ta cũng không lo lắng gì cả, chúng ta sẽ bỏ qua sang tiếp phần sau. Phần sau của chúng ta sẽ có các đoạn đối thoại và chúng ta sẽ học thuộc các đoạn đối thoại này. Đây là những cái đoạn đối thoại, nếu như các bạn học thuộc thì các bạn sẽ nói được tiếng Nga. Tôi nói lại nhé, nếu như các em muốn nói tiếng Nga thì các em phải học thuộc những cái đoạn đối thoại này. Học thuộc ở cái góc độ nào? Không phải là chúng ta học thuộc lòng nó, mà chúng ta chỉ học để cho nó quen mồm, chúng ta nói cho nó quen mồm, đúng không ạ? Đó. Còn cái ý nghĩa như thế nào vân vân này khác thì trong quá trình học thì chúng ta đã hiểu một phần nào rồi. Sau khi chúng ta nói nhiều lần quen mồm rồi thì tự dưng là chúng ta sẽ nói được những cái câu này vào những cái ngữ cảnh cần thiết của nó, và lúc đó chúng ta sẽ học được. Đó. Thế còn chúng ta nhận thấy là hiện nay người ta không dạy ngữ pháp mà người ta dạy cho chúng ta mẫu câu và từ vựng. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta là học thuộc nghĩa của từ vựng và học thuộc cái cách nói của các mẫu câu này để cho nó quen mồm. Không yêu cầu các em học thuộc lòng nhé, mà nói để cho nó quen mồm. Đó. Ví dụ chúng ta nói Можно, có thể vào được không? Можно, đây là một người đàn ông, người ta mở cửa một cái văn phòng và người ta hỏi có thể vào được không? Và người trong phòng này sẽ trả lời sao ạ? Пожалуйста, можно, пожалуйста. Và cái người đàn ông này sẽ hỏi Вы Анна Ивановна? Бà có phải là бà Анна Ивановна không?
Vì Anna Ivanovna. Đã tới già. Đúng rồi, tôi đây. À, thế như vậy là đây là cái cách chào hỏi khi chúng ta vào một cái văn phòng nào đó, đúng không ạ? Chúng ta đầu tiên gõ cửa, chúng ta hỏi Можно? Và người trong sẽ trả lời Пожалуйста, заходите. À, xin mời vào đi. Vì Anna Ivanovna. Vì Anna Ivanovna. Bà có phải là bà Anna Ivanovna không? Đã tới già. Đúng rồi, tôi đây. Tiếp theo là một cái bức tranh thứ hai, một đứa cháu ngồi với nói chuyện với một người bà và chỉ một bức ảnh của một người phụ nữ rất trẻ và cháu hỏi это ты, đây là bà, это ты бабушка, это ты бабушка. Và chúng ta biết rằng là cô bé này là ngôi thứ nhất, là ngôi già, đúng không ạ? Thế và bà sẽ trả lời là người đối thoại với cô bé thì phải là ngôi tư, à это ты, đây là bà, это ты бабушка. À, bà trả lời да я, đúng rồi bà đấy. À, đứa cháu ngạc nhiên hỏi Правда, thật à? Правда. Правда có nghĩa là sự thật. Nếu trong trường hợp này chúng ta hỏi Правда có nghĩa là thật vậy à? Thật vậy à? Правда. À, thế thì vừa rồi chúng ta đã học xong hai đoạn đối thoại. À, nếu các em cần nghe thì các em sẽ quay lại video và các em cố gắng nói đi nói lại rất nhiều lần nhé. Đó, tôi nhắc lại các em là đây là chính là cái cốt lõi của bài học. Các em có thể cái gì đó các em bỏ qua, nhưng mà riêng về các đoạn đối thoại các em phải đọc nó rất nhiều lần. Không yêu cầu các em học thuộc, nhưng phải đọc nó rất nhiều lần để các em cho nó quen mồm nhé. Tiếp theo chúng ta có những đoạn câu hỏi. Кто это? Кто это? À, đây là câu hỏi có nghĩa là ai đây? Кто это? Đây là ai? Trả lời это я. Đây là tôi đấy. À, chắc là hai người hỏi nhau chỉ trong một bức ảnh đây là ai đúng không ạ? Кто это? Это я. Ví dụ trong trường hợp này cháu bé có thể hỏi, chỉ bức ảnh hỏi кто это? Bà sẽ trả lời это я, đây là bà đấy. Кто это? Кто это? Đây là ai? Kể tới 10, đây là chúng ta đấy. Кто там? Кто там? À, khi mà cái đoạn đối thoại thứ 3 này thì chúng ta hãy tưởng tượng là một người ngồi trong phòng và khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì chúng ta sẽ hỏi кто там? Кто там? Ai đấy? À, người đứng ngoài cửa trả lời это я, можно? Đấy là tôi đây, có thể vào được không? Можно? Пожалуйста, вари. Пожалуйста. À, vậy thì bây giờ trong các bạn, nhất là các bạn ở nước ngoài đúng không ạ? Các bạn đang ngồi trong phòng, có người gõ cửa, chúng ta sẽ hỏi кто там? Кто там? Trả lời это я, можно? Tôi đây, có thể vào được không? Пожалуйста, вари. Пожалуйста. Tiếp theo. Кто это? Кто это? Đây là ai vậy? Это Антон. À, chúng ta nhìn thấy đây là câu hỏi cho nên chúng ta sẽ nhấn mạnh ở cái từ này. Это Антон. Đây là cậu Антон đây à? Да, это он. Đúng rồi, chính là Антон đấy. Да, это он. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã xem xong toàn bộ những phần câu hỏi đáp. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Trong phần này thì chúng ta sẽ có hai bức tranh và các đoạn đối thoại. À, bức tranh thứ nhất thì có hai cậu ngồi đang xem một cái quyển album ảnh. Và anh chàng đang xem này hỏi кто это? Đây là ai vậy? À, anh chàng này trả lời это мой брат. Đây là anh trai của tôi đấy. Это мой брат. À, cái câu giao tiếp này nó rất thông thường, nhưng chủ yếu người ta để cho chúng ta học thêm từ mới. Брат. Брат. Брат có nghĩa là anh em trai. Thế và nó đi liền với lại cái đại từ sở hữu мой. Мой. Đó. Đó, giống đực cho nên là nó là мой đúng không ạ? Vậy thì chúng ta khi mà nói về anh em trai, chúng ta sẽ nói это мой брат. Это мой брат. Кто это? Это мой брат. Tiếp theo, à, hai người đang đứng cách xa xa hỏi về một người thứ ba. Кто это? Hỏi về cô gái này. Кто это? Anh chàng này hỏi đây là ai vậy? Кто это? À, và người phụ nữ trả lời это моя подруга. Это моя подруга. À, đây là bạn gái của tôi. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy bạn gái này đang mua cái gì đó qua ô cửa sổ đúng không ạ? Thế vậy thì ở đây là hai người này đang hỏi về một người thứ ba. Tiếp theo, chúng ta sẽ có ba cột. Một cột thứ nhất, ồn. Cột thứ hai, ăn á. Cột thứ ba, ăn ồ. À, thế vậy chúng ta hiểu là gì ạ? Ồn là giống đực. Ăn á là giống cái. Và ăn ồ là giống chung, đúng không ạ? Quả trứng đây là giống chung. Đó, vậy thì chúng ta xem ở trong sách này là có cái biểu tượng là con gà trống thì là thay mặt cho cái ngôi ồn là giống đực. Con gà mái thì là thay mặt cho ngôi Anna là giống cái. Thế và quả trứng thì thay mặt cho giống chung là Anno. À, để làm gì? Bởi vì ở đây này, ở đây sẽ
có cái cột này là cột danh từ giống đực. Thế và đi với danh từ giống đực thì sẽ phải có đại từ sở hữu giống đực. Ở ngôi giống đực, đại từ môi sẽ là môi, và giống cái sẽ là maya, và giống chung sẽ là mayo. Chúng ta đọc nhé. Môi papa. À, chúng ta thấy người đàn ông papa là bố đúng không ạ? Bố thì là người đàn ông, thì vậy chỉ phải là môi. Môi papa. Tiếp theo, môi brat. Môi brat. Môi brat. À, môi brat là người anh hoặc là em trai. Môi brat. Ở đây có một số bạn đang rất là khó phát âm chữ r. Có một số bạn cũng chat nói với tôi, thầy ơi em đọc chữ r thì em không nói được, em chán luôn rồi. À, không có gì phải chán cả. Tôi xin nhắc lại với các bạn là cũng rất nhiều người Nga, người ta không phát âm được chữ r này và người ta nói sang thành một cái chữ khác. Ví dụ người ta có thể, ví dụ có người người ta nói đây môi brat, brat đúng không ạ? À, bởi vì sao người ta không phát âm được cái chữ r đó. À, thế vậy thì các bạn cứ mạnh dạn nói, các bạn nói được đến đâu các bạn nói đến đó, cứ yên tâm đi, và rồi dần dần các bạn luyện tập sẽ nói được nhé. Đừng nản và đừng dừng lại với chữ r này, kệ nó đó. Môi brat, chúng ta sẽ nói môi brat là đây là anh em trai của tôi. Tiếp theo chúng ta chú ý đến cái chữ môi này. Môi dom. Môi dom, đây là ngôi nhà của tôi. Môi dom. À, môi gorat. Môi gorat, đây là thành phố của tôi. Và chúng ta lưu ý chữ d. Ở à, đây là âm d, là âm hữu thanh đứng cuối sẽ bị biến thành âm th. Âm th đứng cuối, chúng ta đọc là gorat. Gorat. Môi gorat. Môi gorat. Tiếp theo chúng ta sang cột thứ hai là cột giống cái, sẽ có đại từ sở hữu là maya. Maya cũng là của tôi, nhưng đi với các danh từ giống cái. Ví dụ mama là danh từ giống cái, chúng ta sẽ nói maya mama. Maya mama. Maya padruga. Maya padruga. Maya komnata. Maya komnata. Maya stranna. Maya stranna. Maya mama. Maya padruga. Maya komnata. Maya strana. À, các bạn đã nhớ hết nghĩa của nó chưa? À, các bạn đã nói, tôi đã nói nhiều lần rồi đúng không ạ? À, nếu các bạn chưa nhớ nghĩa thì các bạn lấy giấy bút được viết ra nhé. Mama người mẹ, padruga là bạn gái, komnata là căn phòng, strana là đất nước. Vậy thì đây là những danh từ giống cái sẽ đi với đại từ sở hữu là maya. Tương tự như vậy, à, kết thúc của danh từ giống chung là chữ o hoặc là yo hoặc là ye đúng không ạ? Như vậy thì sẽ đại từ sở hữu nó sẽ là có đuôi mayo, mayo, và chúng ta sẽ nói mayo fota, mayo akno, mayo yablaka. Đó, nói lại nhé. Mayo fota, mayo akno, mayo yablaka. À, các bạn nói nhiều lần cho nó quen nhé. Mayo fota, mayo akno, mayo yablaka, yablaka, mayo yablaka. Đó, thế vừa rồi là chúng ta đã học xong. Cái chủ yếu ở đây là gì nào? Nào các bạn nghĩ nhanh nào. Cái chủ yếu ở đây các bạn phải biết chia cái đại từ sở hữu này sang các giống đực cái giống chung. Giống đực là môi, giống cái là maya, giống chung là mayo, đúng không ạ? Thế và các bạn phải nói nhuần nhuyễn các tập hợp từ môi brat, môi papa, môi dom. Đừng có ai nói maya papa nhé. Đây có giống cái nhưng mà đừng nói là maya papa, mà chúng ta có thể nói là maya mama, maya padruga, mayo fota, mayo akno. Ok, tôi nói hơi dài một chút để làm gì, để cho các bạn nhắc lại cho các bạn và các bạn sẽ tự động nhớ một cách tốt hơn. Nếu mà dạy thoáng qua thì các bạn sẽ rất là chóng quên và các bạn sẽ không nhớ được những cái nội dung đó. Chúng ta sẽ làm bài tập số 7 phần A. Ở đây trong bài tập số 7 phần A chúng ta có 3 bức tranh. 1, 2, 3. Chúng ta xem nội dung của nó. Chỉ tái chế Chexty. Hãy đọc những cái đoạn đối thoại này. Ipakazuvaichi nari sun kia. To. Và sau đó thì chỉ trên những cái bức vẽ này cái mà Aichom chitai che mà các bạn đang đọc. Đó. Vậy thì trước hết bây giờ chúng ta đọc và chúng ta xác định xem cái gì ở đâu nhá. Bức tranh thứ nhất nào. Bức tranh thứ nhất có một anh chàng đang đứng và kể về cái gì đây. Eteya, đây là tôi đây. Eteya, đây là tôi. Vot moi dom, đây là ngôi nhà của tôi. Vot moi dom, đây là ngôi nhà của tôi. Tut mayo akno, đây là cửa sổ của tôi. Tut mayo akno, đấy tôi chỉ đang chỉ cho các bạn đúng không ạ? Ta maya komnata, ở đó là sẽ có căn phòng của tôi. À, ở đó có căn phòng của tôi. Ta maya komnata. Ta maya komnata.
đó là xong bức tranh thứ nhất. Bây giờ chúng ta xem bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai gồm có là gì ạ? Là có một anh chàng đây đang đứng để kể về những người trong bức tranh này, bức hình này. Bạn sẽ nói Etoya, tôi đây. Đây là tôi đúng không ạ? Etomoi papa, đây là bố tôi. Imaya mama, đây là mẹ tôi. Etomoi papa, imaya mama, đây là bố tôi và mẹ tôi. Etomoi brat, đây là em trai của tôi. Etomoi brat, etomaya babushka, вот это моя бабушка, đây là bà của tôi. Mới đồ mà, tất cả chúng tôi đang ở nhà. À, chúng ta lưu ý nhé, khi bạn nói mới đồ mà có nghĩa là kể cả cái người nói này là cũng đang ở nhà đúng không ạ? Vậy thì ở đây có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta thấy rằng là anh chàng này cũng là một trong những nhân vật của cái đại từ mới, tức là anh ta kể về tất cả những người này và trong đó có kể về cả bản thân anh ta nữa, cho nên là gọi là mới đồ mà. Tại sao tôi nói như thế các bạn nhớ nhá, bởi vì tí nữa sẽ đến cái bức tranh này. À, bức tranh này thì sao? Bức tranh này là chúng ta nếu như nhận thấy ở đây, chúng ta thấy anh chàng này nói Etoya, đây là tôi này. Anh chàng nào cũng nói đây là tôi, Etoya này. Nhưng mà ở đây anh chàng này lại không nói như vậy. Có nghĩa là anh chàng này không có trong bức tranh này đúng không ạ? Mà anh chàng này chỉ nhìn và kể về những cái người này mà thôi đúng không ạ? À, chúng ta xem nào. Etomoi brat, đây là anh trai của tôi. Etotosimoi brat, đây cũng là anh trai của tôi. Hoặc là đây là em trai của tôi, đây cũng là anh trai của tôi. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy có gì ạ? Tô rẻ, đúng không ạ? Chúng ta đã sử dụng từ tô rẻ. Chúng ta nói lại. Etomoi brat, это тоже мой брат, это моя подруга, đây là bạn gái của tôi. Это мой друг, đây là bạn trai của tôi. Они дома, và tất cả họ đang ở nhà. Đúng không ạ? Đó. Vậy thì cái người mà kể về những người này có trong ảnh không? Không có, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy Etoya có này. Etoya đây có này. Và ở đây người ta không có cái câu Etoya ở đây, cho nên là đây là không có. Cho nên là chúng ta anh ta nhìn vào cái bức ảnh này và anh ta nói là gì ạ? Etomoi brat, đây là em trai của tôi. Etotosimoi brat, đây là anh trai của tôi. Etomaya padruga, đây là bạn gái của tôi. Etomoi druk, đây là bạn trai của tôi. Ani doma. Đó. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã học xong tất cả những đoạn đối thoại này. Để nắm được các đoạn đối thoại này, các bạn hãy đọc những đoạn đối thoại này nhiều lần nhé. À, đã có một lần tôi nhắc các bạn là cái cách học. Các bạn hãy mua một cái bao diêm. Trong bao diêm có 34 que. Thế vậy thì mỗi một lần ý, các bạn đọc được một lần thì các bạn để một que sang một bên. Và lúc nào các bạn đọc được 10 que thì các bạn sẽ nghỉ một chút. Sau đó các bạn đọc tiếp 10 que nữa thì như vậy các bạn đọc được 20 lần. Đó, nếu mà bạn nào có lòng kiên trì đọc lấy 30 lần thì như vậy là bảo đảm rằng là các bạn đã học xong cái bài này. Đó, mặc dù các bạn không học thuộc nó nhưng mà các bạn đã nói rất quen mồm. Yêu cầu các bạn đọc chậm rãi và sau đó khi nói nhiều rồi thì các bạn sẽ quen, sẽ nói được nhanh. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có bài phần B. Сделайте свои рисунки и расскажите о них. Hãy vẽ những bức tranh của mình và sau đó kể về chúng. Thì tương tự như những cái bức tranh này là các bạn sẽ tự vẽ và tự kể về chúng, cho nên là ở đây là việc các bạn phải làm, cho nên chúng ta không có việc gì làm ở đây cả. Làm chung với nhau đúng không ạ? Các bạn sẽ tự làm nhé. Mà nếu các bạn không làm thì các bạn cứ nhìn những bức tranh này các bạn đọc cũng được rồi, không sao cả. Chúng ta sang bài số 8. Заполните корзины. Заполните корзины, tức là các bạn phải ném những cái danh từ này là chúng ta ném vào những cái giỏ này. À, cái giỏ này chúng ta có 3 giỏ. Giỏ thứ nhất, môi dồn với con gà là danh từ giống đực. À, Maya sumka là cái túi của tôi, là con gà. Mái thì là danh từ giống cái. Và cái giỏ thứ 3, Mayo photo là ném vào đây là các danh từ giống chung. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ném nhá. Chúng ta đọc nào. Яблоко. À, giống chung đúng không ạ? Và đây. Журнал, danh từ giống đực, không có A, không có O đằng sau. Журнал, cho vào đây, môi dồn. Нож, cũng là danh từ giống đực. Chúng ta cho vào đây. Журнал là tạp chí, vừa học và chúng ta vừa ôn từ nhá. Từ mới bạn nào mà biết rồi thì thôi, cảm ơn tốt. Còn bạn nào chưa nhớ thì tôi sẽ nhắc lại nội dung cho các bạn để các bạn biết. Нож là con dao, нож giống đực. Карта, đuôi A, карта. À, đưa vào đây, моя сумка, đúng không ạ? Danh từ giống cái bản đồ. Брат là anh em trai, danh từ giống đực. Школа là trường học, danh từ giống cái. Cho vào đây.
Gorat, Gorat. Chúng ta đọc là t, chúng ta không đọc là Gorat được, chúng ta là Gorat. Tại vì d là một phụ âm hữu thanh, đứng cuối bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng là t. Gorat, Gorat là danh từ giống được. Cho vào đây. Karandash, 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 đọc là Karandash là cái bút chì. Chúng ta cho vào đây. Soup, soup là món canh. Soup không có a không o đằng sau là danh từ giống được. Cho vào đây. Strana, 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 à danh từ giống cái. Cho vào đây là đất nước. Sok, sok là nước ép hoa quả. Cho vào đây. Cột, con mèo đực. Cột danh từ giống được. Cho vào đây. Grupa, Grupa đuôi a là danh từ giống cái. Grupa là một nhóm người hoặc là một lớp học có các học sinh sinh viên ở trong trường đại học gọi là một grupa. À, chúng ta là danh từ giống cái. Cho vào đây. Sabaka đuôi a, Sabaka danh từ giống cái. Cho vào đây. Con chó. Stone, Stone danh từ giống được. Chiếc. Cho vào đây. À, cái bàn. Stool, Stool cái ghế. Cho vào đây. Sumka, Sumka đây rồi, Maya Sumka. Cho vào đây. Shapka, Shapka cho vào đây là danh từ giống cái, là cái mũ. Padruga, Padruga là bạn gái. Chúng ta cho vào đây. Akno, Akno danh từ giống chung. Cho vào đây. Lampa, Akno là cửa sổ. Lampa, Lampa danh từ giống cái. Cho vào đây. Lampa. Papa, Papa có đôi a, danh từ giống được giống cái á. Papa là đàn ông cho nên gọi là danh từ giống được mặc dù có đôi a. Chúng ta cho vào đây. Papa, Papa. Mama, Mama danh từ giống cái. Chúng ta cho vào đây là người mẹ. Babushka, Babushka cho vào đây là danh từ giống cái. Sun, Sun là danh từ giống đực. Chúng ta cho vào đây là cậu con trai. Autobus, Autobus là ô tô bus. Chúng ta cho vào đây là danh từ giống đực. Zont, Zont đây rồi, Zont danh từ giống đực. Druk, Druk âm g đứng cuối là một phụ âm hữu thanh bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng, đọc là Druk, Druk. Cho vào đây. Zavtrak, Zavtrak là một bữa ăn sáng. Chúng ta cho vào đây danh từ giống được. Druk là người bạn, chúng cho vào đây danh từ giống được. Igra, Igra là trò chơi, danh từ giống cái. Chúng ta cho vào đây. Mlako, Mlako là danh từ giống chung. Chúng ta cho vào đây là sữa. Ok, thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã học xong phần A. Bây giờ sang phần B rất liên quan đến vấn đề này, cũng như vậy luôn. Скажите, что это ваши вещи? Hãy nói rằng đây là những cái đồ vật của các bạn. À, các đồ vật của các bạn. Chúng ta có nghĩa là gì ạ? Của mình thì phải dùng đại từ sở hữu мой. Используйте слова из задания А. Hãy sử dụng những cái danh từ có ở đây. Chúng ta sẽ phải nói là xem mẫu câu là gì? Вот журнал. Вот журнал. À, đây là quyển tạp chí. Это мой журнал. Và khẳng định đây là quyển tạp chí của tôi. À, vậy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ nói nào. Это яблоко. Это яблоко. Это моё яблоко. Это моё яблоко. À, đúng chưa? À, lấy một từ thứ hai. Stool là cái ghế. Вот стул. Вот стул. Đây là cái ghế. Это мой стул. Đây là cái ghế của tôi. Это мой стул. Đây là cái ghế của tôi. Tiếp theo nào, chúng ta dùng бабушка. Вот бабушка. Вот бабушка. Đây là người bà. Это моя бабушка. Это моя бабушка. Đây là bà của tôi. Ok, tôi đã làm cho các bạn 3 bài. À, 3 câu. Như vậy là những câu còn lại các bạn tự làm lấy nhá. Yêu cầu các bạn là phải làm và phải viết nó ra. Bởi vì sao? Là chúng ta phải nói để cho nó quen mồm. Это мой карандаш. Это моя шапка. Это моя подруга. Это мой зонт. Это мой автобус. Это моя игра. И так далее. À, vân vân, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phần V. Pygram, chúng ta sẽ tập chơi với nhau. Используйте все слова, которые вы уже знаете. Hãy sử dụng tất cả những cái từ mà chúng ta đã biết rồi. Chúng ta nhất là những từ vừa học đây, đúng không ạ? Tại sao người ta cho rất nhiều ở đây để chúng ta ôn lại? Vậy thì chúng ta sẽ có một người sẽ gọi danh từ, người sẽ hai, thứ hai sẽ thêm đại từ sở hữu vào. Ví dụ, шапка. À, người này sẽ nói моя шапка. Đó. À, tôi sẽ nói зонт. Các bạn sẽ nói мой зонт. À, tôi nói мама. Bạn sẽ nói моя мама. Tôi sẽ nói завтрак. Các bạn sẽ nói мой завтрак. Đúng không ạ? Đó. Tôi nói окно. Các bạn sẽ phải nói моё окно. À, tóm lại là như vậy nhá. Đó. Chủ yếu là người ta luyện cho chúng ta nói cái kết hợp мой, моя, моё cho nó quen với lại danh từ.
Đó, thế vậy thì đây là cái nguyên tắc học vẹt. Người ta nói là nguyên tắc học vẹt, người ta bắt chúng ta nói rất nhiều để làm gì? Cho chúng ta nói cho nó quen mồm đi. Nói Sapka, Maya. Nói Malako, Mayo. Nói Babushka, Maya. Nói Sun, Mồi. Đó, nói luôn như vậy đúng không ạ? Tại sao tôi nói nó nhanh? Bởi vì sao? Là tôi đã nói hàng ngàn lần rồi. Đó, vậy thì các bạn mới nói có 5-7 lần thôi. Bây giờ các bạn hãy nói 100 lần đi, 200 lần đi. Thì các bạn sẽ nói được rồi như tôi. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta bắt đầu sang một phần mới. Phần mới này nó như thế nào thì tôi giải thích ngay để các bạn sẽ nắm được ngay. Và cái này yêu cầu các bạn muốn nắm được nó nhé. Và thời gian làm sao mà thuộc được? Nhiều thế này làm sao mà thuộc được? Đúng rồi, không làm sao thuộc được nếu như chúng ta không học. Nếu chúng ta học thì chúng ta sẽ thuộc được. Cách học của nó chúng ta chỉ cần thông minh một chút thôi. Chúng ta học như thế nào? Chúng ta có 6 đại từ giá tươi mươi vui. Tại sao người ta xếp như vậy? Thế còn onana nhi thành một. Bởi vì sao? Ya là ngôi thứ nhất số ít, tươi là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số ít, mươi là ngôi thứ nhất số nhiều, vui là ngôi thứ hai số nhiều. Vậy thì ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai nó nằm ở đây. Thế còn cái ngôi thứ ba thì nó nằm ở đây. Onana nhi nó nằm ở đây, đúng không ạ? Tại vì sao? Là nó có một cái đặc trưng giống nhau. Đấy, ví dụ như là ya khi mà nói tôi, đây là tôi, nói của tôi thì phải là môi. Của tôi mà giống cái Maya, của tôi giống chung Mayo. Nếu mà cậu tươi, tươi thì của anh thì giống được là tôi. Giống cái là Tvaya, giống chung là Tvayo. Mươi là chúng tôi, của chúng tôi giống được Nash. Của chúng tôi giống cái Nash, của chúng tôi giống chung Nash. Vậy thì tương tự như vậy sang phần vui là các anh. Các anh thì của các anh giống được là vas, của các anh giống cái là vas, của các anh giống chung là vas, đúng không ạ? Vậy thì ở đây người ta cho có 3 danh từ đặc trưng giống được, giống cái, giống chung để chúng ta luyện nói. Ví dụ moi gorat mayamashina mayoakno, tvoi gorat tvayamashina tvayoakno, nash gorat nashamashina nasheakno, ваш город, ваша машина, ваше окно. Đó. Tiếp theo, ở đây chúng ta có 3 đại từ. Он, она là đại từ ngôi thứ 3 số ít. Và они đại từ ngôi thứ 3 số nhiều. Thế nào là đại từ ngôi thứ 3? Đó là cái đại từ mà chỉ cái người thứ 3 mà hai người nó đang nói chuyện với nhau, nói về cái người thứ 3 đó, gọi là ngôi thứ 3. Em hiểu như vậy nhá. Như vậy thì nếu mà он, он giống được sẽ là его. Giống cái cũng vẫn là Yevo, giống chung cũng là Yevo. Bây giờ Anna của cô ấy, thì của cô ấy, của cô ấy là sao? Yeyo, giống cái sẽ là Yeyo và giống chung sẽ là Yeyo. Và tương tự như vậy, ngôi Anh Nhi là họ và của họ thì sẽ là Ich, giống cái sẽ là Ich và giống chung sẽ là Ich. Tóm lại là gì ạ? Là nó không thay đổi, các em hiểu chưa ạ? Nó không thay đổi, người ta giải thích ra đây rất dài dòng lòng vòng để cho các em hơi bị loạn lên thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói với các em là ba ngôi thứ ba giống số ít số nhiều on ana anh thì có các đại từ sở hữu yevo yeyo ich không thay đổi trong các giống, đúng không ạ? Thế là xong, chả phải suy nghĩ gì cả, đúng không ạ? Ok, đó. Vậy thì đây là cái bảng mà đại từ sở hữu đi theo các đại từ nhân xưng. Đấy, bây giờ các bạn sẽ lăn tăn, thầy ơi làm sao mà nhớ được bây giờ? Các em chẳng cần nhớ. Khi nào mà sẽ có chữ thì các em sẽ đọc nó và các em sẽ hiểu. Chỉ có điều mà yêu cầu là các em phải đọc nó, đọc rất nhiều lần nhé. Rất nhiều lần, ví dụ như thế này. Ví dụ chúng ta đây có bài đây nhé. Chúng ta sẽ đọc читайте, составьте аналогичные тексты. Hãy đọc này, sau đó thì hãy viết những cái đoạn đối thoại tương tự hoặc là những đoạn câu tương tự. Chúng ta sẽ nói это я, đây là tôi. Это мой шкаф, đây là cái tủ của tôi. Там моя шапка, trong đó có cái mũ của tôi. Tiếp theo, это ты, đây là cậu. Это твой стол, đây là cái bàn học của cậu. Тут твоя сумка, đây là có cái túi của cậu. Там твоё фото, trong đó có cái ảnh của cậu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là gì ạ? Là người ta lần lượt cứ mỗi một câu thì nó lại nói về một cái ngôi nào đó. Ngôi thứ nhất là я, ngôi thứ hai là tươi, bây giờ ngôi thứ ba sẽ là он nào. Это Антон, đây là anh Антон. Вот его комната, chúng ta nhìn thấy là cái ở trên đã nói là cái đại từ sở hữu của nó không thay đổi. Вот его комната, đây là cái phòng của anh ta.
Тут его стол. Ở đây có cái bàn của anh ta. Там его фото. Và trong đó có cái ở đó có cái ảnh của anh ta. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là giống cái này, giống đực này, giống chung này, đúng không ạ? Tiếp theo, đây là anh Anton, tức là он. Giống đực, số ít. Это Анна sẽ là giống cái số ít, nó sẽ là Anna, đúng không ạ? Đọc là cô Анна. Và cái ngôi đại từ của chỉ cái cô Anna này sẽ là Anna. Trọng âm rơi vào phần sau. Đây là người rơi, tên thì rơi vào âm trước. Trọng âm của cái đại từ nhân xưng chỉ cô ta thì sẽ rơi vào phần sau. Và tiếp theo là đại từ sở hữu của cô ấy là ее. Вот ее комната. Đây là căn phòng của cô ta. Тут ее стол. Đây là cái bàn của cô ta. Там ее фото. À, đây là cái bức ảnh của cô ta. Đó, vậy nhé. Ở đây hiện nay tôi đang giải thích cho nên là tôi đọc không có diễn cảm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần để hiểu. Tiếp theo nào. Vừa rồi là ngôi ya này, ngôi tươi này, xong ngôi ôn này, ngôi Anna rồi này. Bây giờ ngôi mươi, xong đến ngôi vui và ngôi Anhi, đúng không ạ? À, chúng ta biết thế, chúng ta đọc nào. É tới mươi, đây là chúng tôi. Вот наш дом. À, наш tương đương với vui, мы, đúng không ạ? Вот наш дом, đây là ngôi nhà của chúng tôi. Тут наша комната, đây là căn phòng của chúng tôi. Тут наша комната, à đây căn phòng của chúng tôi. Там наше окно. À, ở đó thì có cái cửa sổ của chúng tôi, đúng không ạ? À, tiếp theo. Это вы, đây là các anh. Đây là các anh. Вот ваш город. Вы thì lại đọc là ваш. Đây là các anh. Đây là thành phố của các anh. Вот ваш город. Đây là thành phố của các anh. Тут ваша школа. Và ở đây có cái trường học của các anh. Это Иван и Антон. Đây là anh Иван và Антон. Это их дом. Đây là nhà của họ. Chúng ta nhìn thấy đại từ nhân xưng. À, đại từ sở hữu их không thay đổi. Там их машина. Ở trong đó có cái xe của họ. Там их машина. Это их фото. Và đây là cái bức ảnh của họ. Их фото. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã qua được một phần khá dài của bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các em. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn. Viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37a@gmail.com và ghé thăm kênh của em bé Alisa Vui Nhộn bằng cách gõ từ khóa trong YouTube Alisa Diary. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.